Sáng nay ngày 7 tháng 10, Công an thị trấn Khói Châu, huyện Khói Châu nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể một phụ nữ tại Nghĩa Trang Thôn Hạ, thị trấn Khói Châu. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ca, sinh năm 1983 ở khu phố Thông Quan, thị trấn Khói Châu. Trên cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm sát hại chị Ca được xác định là Đặng Văn Hát, sinh năm 1977 ở thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng. Được biết, Hát có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Sau khi gây ra vụ việc, Hát đã uống thuốc sâu tự tử đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phú Nối. Công an huyện Quế Châu đang phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.